Vâng, xin chào tất cả anh em thợ máy trên toàn quốc. Thì đây là lớp học của Tiến Bình Dương. Tiến Bình Dương chuyên chia sẻ và đào tạo chuyên sâu về điện xe gắn máy trên dòng xe đời mới, từ đời thấp đến đời mới. Thì hôm nay mình sẽ nói về cái công dụng của cái cuốn sách mà do mình viết ra như sau. Thì các bạn cũng biết là hiện nay về xe máy nó cũng khá phức tạp về ngành điện tử. Thì một cái cuốn sách có những cái kiến thức từ căn bản đến chuyên sâu thì sẽ giúp anh em rất là tốt, sẽ nhanh hơn cái việc chúng ta phải tra phần mềm, nhanh hơn cái việc mà chúng ta phải chờ có mạng để chúng ta làm. Thì cái này chúng ta không cần học thuộc lòng, mà quan trọng nhất chúng ta cứ có cuốn sách bên tay để chúng ta làm được. Thì hôm nay tôi sẽ để cho bạn này, bạn ấy thực hiện một bài mà có bài này rất đơn giản nhưng có thể nhiều anh em không thể nhớ ngay được. Bài này là bài liên quan đến cái vấn đề có nghĩa là thêm chìa khóa smart key đối với dòng xe Honda 2 nút. Thì hôm nay bạn ấy sẽ thực hiện giống như trong cuốn tài liệu của tôi. Đầu tiên bạn sẽ mở, em sẽ mở cuốn sách ra, trang 167 đúng không nhỉ? Bài nói về khóa thông minh của Honda, hình như đó đúng rồi. Rồi đây là một trang 167 đúng không ạ? Một trang này á là giúp cho các bạn cách cài đặt thêm chìa khóa vào, không cần nhớ, các bạn chỉ cần một vài thao tác thôi. Đầu tiên này thì các bạn lưu ý là nguyên tắc khi các bạn mua một cái remote mới về thì cái xe là chưa có nhận được ngay đâu. Việc đầu tiên thì các bạn phải biết được xe đó sử dụng cái mã của remote đời nào, rồi xe nào, sau đó chúng ta mua cho đúng. Khi các bạn mua được đúng rồi thì ví dụ tôi lấy ví dụ đi, xe cái mã của cái này là nó là K66 thì tức rằng là tương ứng cho dòng xe AB, dòng AB remote 2 nút nha. Thì đây là một cái remote mới, khi các bạn mua về thì các bạn để ý làm theo trong hướng dẫn này. Đầu tiên các bạn sẽ tắt chìa khóa mới từ đèn led màu đỏ. Đó, về đèn màu đỏ. Đấy. Thì lúc này xe đang ở chế độ là tắt khóa. Chế độ tắt khóa tức là xe đang tắt này, không có mở, không mở được. Đó, không mở được vì không có remote mà. Rồi đây là con SCU. Rồi. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ làm theo trong sách như sau. Việc đầu tiên là tắt chìa khóa mới về đèn led màu đỏ. Rồi. Đúng rồi. Khi chúng ta mới mua thì nó là màu xanh. Chúng ta màu xanh hoặc màu đỏ cũng được, nhưng mà tóm lại là chúng ta phải chuyển nó về màu đỏ như thế này đã ha. Đó, nút thứ hai, nút dưới chuyển về màu đỏ. Rồi, sau đó chúng ta sẽ để cạnh xe. Việc tiếp theo là các bạn sẽ mở cái cốp bình ắc quy ra ở mặt nạ. Tùy theo xe, có xe mặt nạ, có xe thùng yên. Các bạn sẽ kết nối hai cái rắc 2P màu đỏ với dương ắc quy. Đây, thì chúng ta sẽ chế một cái rắc như này. Đó, đối với anh em thợ là phải có cái rắc này. Rắc này thì nó chỉ là cộng dây điện thôi, không gì hết. Rồi, cắm vào với cái dây màu đỏ ở gần khu vực bình ắc quy. Rồi, sau đó kẹp vào cọc dương. Đúng rồi, dấu cộng. Đó. Thì các bạn làm theo từng bước một. Rồi, lúc này chúng ta nhấn vào công tắc đánh lửa một lần. Đó. Vào, để vào chế độ mở khẩn cấp cho đèn led ổ khóa sáng. Sau đó, nếu lúc này các bạn nên nhớ là khi để chúng ta thực hiện được cái bài này thì các bạn phải có được cái mã ID gốc của xe đã ha. Rồi, mã ID đâu em? Đây, thì tôi lấy ví dụ như cái con một chiếc xe đang bị mất mã thì chúng ta đã dùng sử dụng phần mềm để đọc được cái mã này ra. Thì tất nhiên cái mã này không phải xe nào cũng giống nhau ha, mã không phải là xe nào cũng giống nhau mà mỗi xe một mã khác nhau. Vậy thì trong này chúng ta đang có hai mã trên trùng nhau và một mã dưới nó khác nhau đấy. Chúng ta dùng bất kỳ một mã nào cũng được. Thì bây giờ chúng ta dùng mã trên, mã ở giữa này. Chúng ta nhập chìa vào thì cái mã dưới này sẽ tự động xóa đi. Ha, mã 709 sẽ tự động xóa đi. Và chúng ta nhập mã này vào. Bởi vì nó tự động xóa đi để tránh trường hợp mà cái chìa cũ nhặt lại là sẽ bị kẻ gian lấy mất xe đó ha. Rồi thì chúng ta sẽ thực hiện bài thêm chìa như sau. Sau khi kẹp dây dương ắc quy vào rồi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nhấn vào nút đề, bởi vì xe này cái công tắc đánh lửa của nó chính là nút đề. Hay trên mạng còn gọi là công tắc đánh thức. Rồi, chúng ta sẽ nhấn vào nút đề một lần. Thì đối với trên xe Vision và AB thì cái đèn này nó trang bị ở trong này. Rồi. Thì các bạn để ý này, bây giờ số 0 đứng đầu tiên chúng ta để cho nó nháy một cái. Rồi sau đó đến số 3 chúng ta nhập vào đây 3 cái. 1, 2, 3. Rồi số 0 chúng ta không nhấn. Rồi số 0 tiếp chúng ta cũng không nhấn. Rồi qua 2 số 0 thì bây giờ tiếp theo chúng ta sẽ nhấn là số 4. 1, 2, 3, 4.
Rồi, Tùng sẽ nhập số 1. 1. Chúng ta nhập số 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Số 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Và sau khi nhập 9 số xong thì cái ổ khóa sẽ có tiếng kêu. Số 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Các bạn để ý nếu mã đúng thì sẽ có tiếng kêu, còn nếu mã không đúng thì sẽ không có tiếng kêu. Rồi, lúc này chúng ta đã nghe thấy có tiếng kêu thì chúng ta sẽ nhanh tay chúng ta mở cái remote mới này về chế độ màu xanh. Rồi em vặn đúng khóa lên cho anh. Vặn lên. Rồi, thì các bạn đã thấy là nó đã nhận tín hiệu. Đó, nó đã nhận tín hiệu đèn này chớp, là như vậy là xe đã thành công. Rồi tắt khóa. Sau đó chúng ta rút rắc. Rồi, là có nghĩa là chúng ta hoàn tất cái việc cài đặt thêm chìa. Thì chúng ta nhìn đây, tất cả các cái cơ bản bài bước đó thì tôi đã trình bày hết trong cái cuốn sách này rồi. Các bạn chỉ cần làm theo trong cuốn sách là các bạn có thể thành công. Đấy, một cái việc rất đơn giản thôi, chúng ta không cần phải nhớ, đúng không ạ? Không cần phải nhớ, chỉ cần có cuốn sách là chúng ta làm được rồi. Rồi, thì bây giờ các bạn nhìn nhé, chúng ta sẽ kiểm tra cái remote này. Đó, như vậy là nó đã nhận vào xe rồi. Rồi, thì các bạn nhìn ra nhé, nút ở dưới nếu màu xanh này, bây giờ chúng ta có thể ra mở khóa được rồi. Đó, màu xanh này. Chúng ta có thể mở khóa này. Rồi, vặn khóa lên. Đó. Được chưa? Thì như vậy là thành công. Còn trường hợp các bạn mở khóa lên mà các bạn nghe thấy tiếng kêu đó, là bởi vì á, lúc này con ơ-xem này là tôi đang mượn thôi. Và cái bộ này là của một cái xe khác. Tôi đang mượn cái mô hình này để thực hành cho anh em dễ hiểu thôi. Được chưa? Rồi. Và những anh em nào quan tâm đến cuốn sách với kinh nghiệm 15 của Tiến Bình Dương thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp vào số điện thoại 0377602702 để các bạn có thể mua một cuốn sách về tham khảo. Rồi, chúc các bạn một buổi trưa vui vẻ. Nhưng mà các bạn lưu ý nhé, khi các bạn mua một cuốn sách về, các bạn để giúp tôi là thứ nhất là cuốn sách phải in màu với độ dày là hơn 100 trang, tương ứng với 117 trang. Trong đó 117 tờ, trong đó sẽ có là tổng là 234 trang. Đúng như trong sách thì các bạn mới nhận tài liệu. Và đặc biệt là tài liệu là phải in 100%. Nếu tài liệu màu các bạn không được nhận nha. À xin lỗi, nếu tài liệu photo các bạn không được nhận nha, kể cả photo màu cũng không được nhận, mà nhất định là phải cuốn màu mà in 100% thì các bạn mới nhận sách. Khi nhận sách xong các bạn mới thanh toán để tránh các bạn mua phải hàng giả. Rồi. Chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần sau nha.